Hello các bạn, với các bạn đã quay trở lại với channel của Hannah's Lexus. Đây là channel cho các bạn đi từ khá tiếng Anh lên giỏi tiếng Anh, nhờ vào lời khuyên của một cựu chuyên Anh đăng ký sống và làm việc ở Mỹ chính là mình. Ngày hôm nay có món tài trợ đó chính là bánh tráng của bạn Khuê gửi qua. Vậy thôi. Anyway, ngày hôm nay là một ngày mà mọi người rất là mong chờ, đó chính là sự trở lại của Tom. Yeah. Vậy thôi, chào đi. Mới được trước bị gọi bác Tom hả? Chào mọi người. Đúng rồi, thì ta có đọc comment trên đó thì ta có thấy là mọi người gọi là bác Tom, ta có một chị già đi nè. Tại sao nó gọi là mày là chị Hana nhưng mà gọi là chị Hana bác Tom? Có nhân vật nào không vậy? Hình như có nhân vật mà đúng không? Có nhân vật nên là mới bị gắn vậy đúng không? Tức là có tức là bác Tom đó. Nói đó. Tao ở bên Mỹ và nhất là ở trên vùng núi nữa, không có tiếp xúc với thế giới loài người nhiều, thành ra không có biết dịch là gì hết trơn á, chỉ biết dịch qua báo thôi. không có nên, chuyện này không là chuyện nghiêm túc, không có nên cười, nhưng mà anyway là mình rất là may mắn mình không có biết chuyện đó, nhưng mà ở Việt Nam thấy tình hình rất là căng thẳng. Corona. Mà ta thắc mắc là tại sao người ta lại đặt là Corona, tại vì tội nghiệp cái hãng bia bên Mỹ rồi ha, lấy tự nhiên bị dính cái tên trùng nhưng mà anh không biết. Tại vì Corona là cái chữ Crown, cái vương miện nó tại mà so với cái nhiễm vi, so với cái nhiễm vi thì cái con virus này nó có hình mấy cái gai nó dính cái vương miện. Corona là tên của một series các loại virus, một dòng họ nhà Corona. Chứ nó không hiểu phải hiểu. Vậy cuối cùng là mấy bữa giờ mình có đi dạy không hay là sao? Thì thực ra thì ta đang ship theo sở thì quy định thì nó sẽ off các bài bộ quy định của Bộ Giáo dục Công mạng, với lại Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu là tất cả các trường cơ sở đào tạo liên quan tập trung đông người thì đều phải ngưng lại hết. Thì ta mới đó đông người đâu lớp mày xì lắc thái mồ. Đúng rồi, hai tụi tập trung mấy, nhưng mà thì như đó thì đóng cho đúng yêu cầu vậy đó. Mà thiệt sự luôn á, mấy bạn muốn học lớp của Tom cũng không phải là dễ dàng nữa. Trời ơi, gì phỏng vấn người ta xong phải tìm hiểu coi là em mình có thật sự là candidate mà được học trong Tom không? Nói chung là không có dễ dàng đâu. Đúng rồi, trời ơi, nói chung là cái phần assessment cũng nhiều. Sau ta thì nói chung lại là thiên hạ bấn loạn nè, đại đa số các ngành liên quan đến du lịch nè, giáo dục nè, rồi kiểu buôn bán lẻ, buôn bán sỉ, kiểu có người á, mấy bạn của ta mà làm công ty du lịch là toàn bây giờ đi làm tượng trưng của mạng, ví dụ tuần làm ngày 2 buổi hoặc là làm tuần làm ngày có 1 buổi thôi, nhận lương 10%, 20% tượng trưng. Ví dụ bên hàng không, bên hàng không thì là dịch ngồi chơi xe nước đâu có chuyến bay đâu. Rồi ví dụ như là xây tour, ví dụ ở bạn ta ở bên Changi Airport á, bên Singapore á, thì nó nói là những người mà dạng ký vào part time contract, hợp đồng bán thời gian á, và ví dụ không có phương sang con khác là đều là bị được ngồi ở nhà chơi xe nước hết, tại vì cái lực lượng mà nó lên sẵn thì nó sẽ làm thay từng đó rồi. Mấy trường đào tạo hoặc là mấy trường đặc biệt là trường tư, khối trường tư là ảnh hưởng rất nghiêm trọng luôn, tại vì họ cũng phải trả tiền thuê nè, mấy chị mà làm bên mầm non này nọ là trời chết ngất luôn. Thì mình cứ tưởng tượng đi, hai tháng mà phải gánh tất cả cái chi phí, vẫn phải tiếp tục duy trì bằng đó mà hoàn toàn không có tiền thông thì nó là kinh khủng. Nhưng mà bố mẹ đi làm nhưng mà lại không gửi con ở mầm non được cũng khổ quá không? Gia đình tán loạn giống như nhà tao đây này cũng vậy nè. Nhóc nhà tao là tao đang phải cho nó lên SP để đọc sách đó, rồi mỗi ngày chỉ tao, tao quay trở lại chỉ toán cho nó. Mà giờ này tao cũng thấy là người ta dạy online nhiều á, như trên channel của tao thấy toàn suggest là mọi người ship qua online, dạy online hết. Thực ra ship online là một giải pháp đúng, có điều là nó không phải đơn giản là chỉ bưng nguyên một cái lớp như online. Đó cũng là cái mà tao cũng đau đầu mà tao đang đi cái online course ở bên SPA đó. Tại vì học online nó không phải đơn giản là ở trên lớp học 2 tiếng là bài bưng nguyên 2 tiếng đồng hồ đó lên trên mạng, không phải. Cái attention rate, cái năng tập trung người ta là khác. Cái chuyện thứ hai là cái interaction, cái tương tác cũng khác nữa. Ví dụ như tao với mày ngồi nói nhảm, nói vui, nói tán thì nó vẫn qua lại được đúng không? Nhưng ví dụ mày làm trong về việc giảng dạy chẳng hạn thì có những cái kỹ thuật nó liên quan đến elicit hoặc là những thứ liên quan đến là phải tiếp xúc trực tiếp á, thì nó không thể nào mà chỉ qua màn hình được, chỉ trừ những vật đại thượng thừa thì giống như mày thò tay qua màn hình thì mày truyền cái spirit qua màn hình của mày. Còn thêm một chuyện nữa là nếu mà mày dạy online thì hầu như là cái tương tác nói từ giáo viên sẽ rất nhiều. Đúng rồi. Nó hoàn toàn ngược lại với chuyện là experiential learning, là người học phải trải nghiệm chuyện đó, hoặc là người học phải aware được chuyện đó. Cho nên là những thứ gì mà đưa online được á, đa phần thứ nhất nó sẽ thiên về tính lý thuyết, nó thường nó sẽ là informative nhiều hơn. Chứ còn dạng mà constructive hoặc là những dạng liên quan đến chuyện là behavior forming hoặc là dạng như là
behavior forming hình thành nên cái thói quen ha, hoặc là capacity building là xây dựng năng lực chẳng hạn, thì rất khó để chuyển tải online, không có cách nào. Thì đó cũng có khó, cho nên thường mà ví dụ mày mày học bên bên các đại học ở Mỹ cũng nổi tiếng, ví dụ mày mà mấy trường đại học hàng đầu nó đều có những online course, nhưng bao giờ nó cũng phải có ba cấu phần hết. Phần thứ nhất đó là dạng dạng theory thì mình hay gọi là flipped classroom, hoặc là mình gọi là cái lớp học bất đồng bộ. Bất đồng bộ có nghĩa là nó không xảy ra cùng lúc, giáo viên có thể vào bất kỳ lúc nào và học viên cũng có thể vào bất kỳ lúc nào, thì trên đó nó chỉ đa phần lý thuyết. Giống như mày học đại học thì mày sẽ được học đọc tài liệu trước, rồi mày đọc tự nghiên cứu trước để hiểu vấn đề. Thì phần đó là phần đầu tiên, cái cấu phần đầu tiên nó phải là học bất đồng bộ. Phần thứ hai nó là mình giống như là làm tutorial, có nghĩa là phải trực tiếp những vấn đề gì mà còn phát sinh trong lúc mà nó học đó, hoặc là những thứ liên quan đến forming ấy, thì nó phải cho nó trực tiếp, còn trực tuyến cho nó trực tuyến xong rồi thì nó phải có một cái hệ thống tiếp tục, nó follow up xem là nó cần phải làm những bài tập nào, hoặc nó cần phải những bài tập nào nữa để có thể tiếp tục duy trì cái skill đó, chứ không phải đơn thuần một cái bừng 2 tiếng. Là ta đang xây cái course bên đây cũng hơi đau đầu á, tại vì không phải cứ mang lên hết tất cả là được, làm sao cho nó hiệu quả, phức tạp quá ha. Mà sao để mà đo được cái sự hiệu quả đó? Đó là cái khó nhất khi mà làm online á. Tại ví dụ mày làm offline chẳng hạn thì cái năng lực, cái gọi là cái kinh nghiệm của người giáo viên hoặc là cái công cụ hỗ trợ nó sẽ nhiều hơn so với mình làm online. Online bây giờ nó sẽ có rất nhiều thứ. Ví dụ nếu mà mày xài online mà những cái hệ thống hỗ trợ thành phần á, nó sẽ cho mày những cái chỉ số, ví dụ là khả năng tập trung, attention rate của người học. Giả dụ ta đang nói chuyện với mày chẳng hạn, hoặc là tao đang làm một cái series webinar chẳng hạn, thì nó sẽ đo lường cho tao được là hôm nay có 100 người đăng ký đúng không, thì có khoảng 80 người tham dự chẳng hạn, trong 80 người đó cùng xem cái webinar của tao, thì cái webinar đó có ai đã minimize cái màn hình không, nghĩa là nó sẽ đo lường được cho tao biết là có bao nhiêu người thực sự là nhìn vào cái màn hình đó, bằng cách là nó sẽ cái cửa sổ màn hình đó đang hiện lên ở cái phần trên cùng, người nào sẽ làm những hoạt động khác hoặc là chat hoặc là làm gì đó. Dĩ nhiên nó sẽ không biết chi tiết nội dung đó là gì, nhưng nó sẽ biết là hoạt động của những cái cửa sổ nào và những cái activity nào mà nó không phải là đang theo dõi webinar của tao. Mà ví dụ nó sẽ có những cái công việc của đo lường là ở giai đoạn nào thì cái attention rate hoặc là sự chú ý người ta giảm xuống. Giống như mày làm YouTube á, YouTube thì nó cũng có những cái, ví dụ như là người ta biết là cái tỷ lệ là xem một cái clip bao nhiêu lâu xong rồi nó phát ra, thì một số công cụ webinar hoặc là giảng dạy trực tuyến mà mạnh á thì nó phải đo lường những cái chỉ số đó. Từ đó giáo viên hoặc là người giảng dạy họ phải nhìn vào cái chỉ số để họ thiết kế bài giảng, hoặc là họ điều chỉnh để tạo làm sao mà người nghe người ta vẫn phải giữ được cái mức độ tập trung. Khi mà nó xuống thì kéo nó lên, nó vậy đó. Nó khó hơn rất nhiều so với việc là chỉ là mình kia. Hoặc ví dụ như là mày thích cái chương trình chẳng hạn, đâu phải kêu dạy speaking với mở máy lên speak. Ví dụ dạy writing mở máy lên kêu là 2 tiếng online mày làm bài, không có. Thì nó phải tạo ra một cái roadmap hoặc là một cái learning path, là một người từ level này lên đến kết quả này thì họ phải trải qua những activity nào rất cụ thể. Khi chuyển cái đó lên thành online thì làm sao người giáo viên họ có thể đo lường được chuyện đó, truyền tải như thế nào, thì nó phải có hệ thống system data hết. Đã làm online thì chắc chắn phải sử dụng data. Ta nghĩ là chỉ có một mình mày làm kỹ như vậy, nghĩ tới chuyện mà nói thêm về kiểu phải có chút xíu nghiên cứu và có kiểu research base một chút đó. Chứ còn ta nghĩ là những cái chỗ khác mà những cái mà ta thấy đang ý là chuyển qua online dạy vậy á, ta chưa học người ta không là nói được, nhưng mà ta cảm thấy là chắc không được như vậy đâu, chắc là thường, kiểu cũng chỉ thường, là show clip thôi. Thường online nó sẽ có hai xu hướng rất nổi tiếng đại trà luôn, là quay clip lên up lên xong rồi coi. Dạng thứ hai đó là dạng mà bật máy lên xong rồi conference kiểu này, nhưng mà cả hai dạng này nó chỉ là hai cấu phần trong tổng thể mà cần có thôi. Và nếu như chỉ đơn thuần là quay clip hoặc chỉ đơn thuần là làm trực tuyến online như thế này nè, thì nó không có cái gì để đảm bảo được là một người học nó đi theo đúng cái lộ trình đó, hoặc là không có cái cách thức để đo lường. Tutor thì cứ một á, mình quan sát từng bạn thì ok, một nhóm thì ok. Chứ còn ví dụ là một lớp á, thì nó không đơn giản là chỉ bưng một cái lớp quản lý lên, nó không có cách. Cũng kể về việc học online đó, thì một số trường đầu tư thì họ sẽ phải đổi chuyển thành là phân bài tập về nhà cho học viên, phân bài tập về nhà cho con nít, xong rồi nó yêu cầu là phải có phụ huynh kế bên đăng nhập vô, rồi có nghĩa là con nào học 5 tiếng phụ huynh ngồi, trời ơi. Thì nó tốn biết bao nhiêu là tiền của công sức của xã hội, đúng không? Rất khó. Đúng rồi. Là ví dụ như là bây giờ không làm tiếp được thì nó sẽ gửi một cái guideline là phụ huynh phải dạy gì cho con. Chết rồi, trời đất ơi. Làm sao mà phụ huynh có thể dạy tất cả mọi thứ được, họ còn phải đi làm này, cho nên cũng bị bất cập. Ví dụ như rất nhiều trường đại học chuyển thành là sử dụng trực tuyến, thì họ sẽ yêu cầu giảng viên ngồi trong giảng đường xong bật máy lên livestream. It doesn't make sense, mày hiểu không? Thực ra là it does make sense.
it does make sense in to certain extent, từ một cái khoảng nào đó, một mức nào đó thôi, nhưng mà nhưng mà thật sự để đo được mức độ hiệu quả của nó thì nó phải có công cụ và nó phải có cái đằng phía sau cả một hệ thống của nó, chứ không chỉ đơn thuần bưng lên đầu. Ừ, vậy thì chỉ có hai hướng thôi. Một là học theo kiểu, ý là nếu mà có được những cái bài giảng hay là những cái khóa học mà có đầu tư tìm hiểu như mày thì không nói rồi, nhưng còn lại thì chỉ có thể là coi clip, giống như thường là chỉ là coi clip để học thôi, hoặc là tự học. Đúng rồi, nó là informative, hoặc là tự học, chính xác. Coi clip kiểu kia cũng chỉ là tự học thôi, nó cũng là do mình thôi. Đúng rồi, nghĩa là nó là input về mặt kiến thức thôi. Nó vẫn phải có cái phần liên quan đến giáo viên thì nó mới tương tác được. Ok, vậy hãy chuyển qua phần tự học đi. Ừ, câu hỏi đó, câu hỏi rất lớn, ngồi nhà thì học cái gì? Thực ra thì tao nói thiệt luôn là dữ liệu nó đâu thiếu, tài liệu nó đâu thiếu đâu. Tài liệu trên mạng luôn, miễn là chọn tài liệu phù hợp chút xíu. Theo một cái bệnh rất lớn mà tao muốn mọi người aware, tao muốn mọi người nhận ra và tránh đi, đó là tải tài liệu cho nhiều vô nhưng không học cũng nào hết trơn. Yeah, nó làm cho có một cảm giác rất là satisfaction, kiểu trời ơi, rất là false satisfaction luôn, nhưng mà false security. Đúng rồi, thì cứ kiểu mà share tài liệu, thực ra đó là lý do tại sao chúng ta có ít khi nào mà share nhiều tài liệu á. Thường ta chỉ chọn là một vài tài liệu mà tao nghĩ là ok, học hết cũng rất là đủ rồi. Nếu cần thêm thì cứ leo ra ngoài đời sống mà nghe tiếng Anh, học tiếng Anh, học tiếng Anh đi. Lúc đó tiếng Anh là công cụ để học những thứ khác nữa. Chứ còn thì là cứ share từ cái này đến cái kia thì nó không có ý nghĩa. Thì học cái gì thì nhưng mà nhất là chuyện đầu tiên hay là nó phải đảm bảo được một chuyện là tài liệu tải thì ok, chọn một vài cuốn hay nhất để tải được, nhưng mà tải xong rồi thì nó phải mở ra mà nó học, chứ không phải ngồi ngắm là ô mình đã tải được 10 tài liệu, ô hôm nay mình đã có 100 GB tài liệu thật đáng sợ. Thì còn đây là cái webinar này cho học trò của tao, thì chắc là tao sẽ mở public để cho một số bạn coi. Nó cũng là address về phương pháp học là chủ yếu thôi, tại vì đối với style của tao thì phải biết về phương pháp học, hiểu rõ mình là ai, hiểu rõ mình hợp với phương pháp học nào, hiểu rõ những phương pháp học đang có và lựa chọn một tài liệu phù hợp để học, chứ đừng có đâm đầu. Vì yêu này cứ đâm đầu, mà vì học thì đừng có đâm đầu. Vì học thì phải sử dụng đầu chứ không phải là đâm đầu. Thì nó sẽ có một số cái liên quan đến vấn đề thường gặp nè, các tự học nè, từ vựng ngữ pháp này nọ. Thì có cái này tao muốn rất là muốn share, thực ra cái này tao cũng viết một cái bài rồi, nhưng mà không biết nó có được bao nhiêu bạn đọc về cái chuyện này nữa. Nghĩa là đối với việc học tiếng Anh á, thì chắc là mày cũng đồng ý với tao, như mấy lần trước tao nói chuyện á, là cái việc mà luyện thi và cái việc mà học cho bài thi nó là một phần rất nhỏ cho tổng thể một cái hành trình của một người mà học tiếng Anh. Tại vì như của mày là hướng như các bạn là từ khá lên giỏi chẳng hạn, thì họ cái hình dung là họ tập trung vào phát triển tiếng Anh của họ chứ không chỉ đơn thuần là thi IELTS. Mà sau này giả dụ bài thi IELTS biến mất thì nó cũng sẽ có ra rẻ những thứ thể loại bài thi khác thôi. Thì những cái bài thi đó nó đơn thuần chỉ là chuẩn bị cho bài thi, tìm hiểu như thế nào luyện tập tiếng Anh và đi thi. Còn cái góc phía trên này, nhìn cái phía trên này nè, thì mình hình dung là nó sẽ phải làm được cái năng lực ngôn ngữ này. Thay vì chỉ đơn thuần là có cái dưới. Còn cái phần ở dưới là chuẩn bị cho bài thi rất là ngắn thôi, tầm khoảng 60 giờ là ok, là ít hơn. Thậm chí như mày đâu cần chuẩn bị gì đâu, tại vì khúc trên là mày quá support rồi. Khúc trên là mày quá đã học quá cái chục năm rồi. Ừ, cái chục năm, học cái chục năm rồi. Ừ, đó thì xuống dưới chỉ cần ta phải bắt bài thi rồi đi thi thôi, thì that's no more. Thì có một số cái nguồn mà tao nghĩ là dễ, rất là dễ cho các bạn tự học ở nhà là YouTube. Thì YouTube thường sẽ chia thành nhóm đi ha. Có một cái mà tao rất khuyến khích đó là cái kênh là biết đọc sao luôn, YouTube. Tao có thấy một lần hay là nhiều lần rồi, tao có thấy cái trang này rồi, hình như là mấy cái câu đúng không, có nhiều câu mà trang này cũng có nhiều câu cũng lâu lắm rồi nhưng mà rất là hiệu quả. Tại vì thường á, phát âm của mấy bạn học thường là sẽ là ra từ điển, nhưng mà các từ đó trong ngữ cảnh thì các bạn không nghe được, cho nên thường ví dụ để mà dễ nghe, ví dụ nghe chữ transportation chẳng hạn, thì bạn gõ cái chữ transportation vào cái trang này thì nó sẽ hiện ra tất cả các đoạn clip trên YouTube mà nó có chứa cái chữ đó, thì nó sẽ click play và nó coi đúng cái đoạn đó thì nó sẽ nghe được ngữ điệu của nhiều người khác nhau, thì nó sẽ một cách có variation đó để mình biết được nhiều cái biến thể khác nhau, thì nó rất phù hợp với người trong quan cảnh. Còn nếu mà học pronunciation thì nó đã có rất nhiều thứ có sẵn rồi, mình chỉ cần coi follow và practice, quan trọng nhất là chọn một cái đeo thật kỹ và luyện tập tính là thành thục. Thì có ba nhóm recommend, ví dụ như là nếu mà đứa nào thích giọng Anh hay sử dụng Anh thì channel của mày là từ khá lên nhỏ đúng không?
Thì ngoài cái series của BBC hồi xưa mà chỉ học về 44 âm tiết á, thì nó có thể lấy cái bộ Teams Pronunciation Workshop này của các ông này, cũng là của BBC luôn, thì sẽ làm về các hiện tượng nối âm, rồi đồng hóa âm, nghiệp hóa âm, rồi âm weak form and strong form, rồi swap sound, tất cả những cái đặc trưng tiếng Anh mà ở giai đoạn là thành thạo á, thì nó sẽ hiện ở đây hết. Thì chỉ cần lên đây có clip thôi để practice thang. Còn nếu thích American thì có cái cô rất nổi tiếng là Rachel, một tiếng Rachel English. Rachel hả? Rachel English. Mà làm American thì cũng có thể coi được, hoặc là nếu mà thích là English với Lucy, nhưng mà cô Lucy sẽ hơi điệu và điệu giảm. Ý là người ta coi clip anh thì cảm thấy rất là điệu, nhưng mà OTNUT cũng là một nguồn cho tôi học. Ở bây giờ Elsa Speak cũng là một cái app để có thể sử dụng nè, Elsa Speak. Để luyện về pronunciation. Nhưng mà có một cái nhược điểm, của mấy cái kênh này đó là nó đa phần là các lý thuyết hoặc là cái cách mà người ta đang nói cho mình nghe thôi. Còn để thực sự và được speaking thì mình sẽ cần những công cụ vậy đó. Đến đâu rồi? Thì một số cái series về speaking và pronunciation cơ bản. Rồi nói về listening thì ta rất là khuyến khích là cứ nghe thôi. Thực ra có một số trang sẽ rất phù hợp để làm luyện listening. Ví dụ trang là British Heritage, à cái tên của nó là English Heritage. Trên YouTube có một cái channel này luôn, nó sẽ là làm lại những cái về văn hóa, về ẩm thực, rồi về cái lối sống ngày xưa của người Anh á. Nhưng mà nó cổ trang lại hay lắm, dễ thương lắm. Hãy coi, ví dụ có sách không? Vậy có sách luôn, bật cái auto generate sách của YouTube xài được luôn. Thì rất là vui, ví dụ như cách làm bơ theo thời kỳ Victorian là như thế nào. Ví dụ là các cô làm các loại bánh cổ điển á, vừa nói vừa diễn tả vừa mô tả thời điểm đó, rồi những cái trang phục của họ, thì nói chung là nó vừa là tiếng Anh, nó vừa là văn hóa nữa. Tại mình cũng hình dung là học một ngôn ngữ thì nó sẽ có được cái văn hóa của nó, thì nếu mà bạn nào thích thì chắc là thế nào. Một cái trang khác tao cũng rất là recommend để cho mấy bạn vừa nghe vừa viết được luôn, cái mà vừa nghe vừa viết được, đó là Business Insider. Business Insider nó cũng có riêng một cái kênh YouTube của nó, thì trên này có rất nhiều chủ đề, nhưng mà quan trọng hơn nó có một cái series về cái quá trình làm ra một thứ nào đó bằng cách nào. Cái này thì Hà Hồ đã làm writing task one. Từ như thế nào, các bước như thế nào, diễn tả là làm sao nó nói hết. Có hình nữa, có chữ nữa, có sách nữa, là quá sung sướng. Thì có vừa nghe, vừa hiểu, biết thêm kiến thức, rồi vừa có thể liên tưởng đến thứ mà writing như thế nào, quá sướng. Bạn nào thích ăn thì có thể lên trên Tasty, thì nó cũng có một cái channel rất hay về chuyện này. Và cái Tasty nó được một cái tác thích là thỉnh thoảng nó có nghe nói thêm một số cái ảnh hưởng của văn hóa. Ví dụ như nó nói về ở Mỹ như vậy, nhưng mà có một số bạn là người Nhật, người Mỹ gốc Nhật, người Mỹ gốc Hoa mà di cư á, thì họ sẽ có những cái thức ăn hoặc là những cái ẩm thực văn hóa của những người họ gốc Mỹ. Rồi, đó là về listening ha. Một cái nữa là về writing, cái này là ta cực kỳ khuyến khích là nên coi, tại vì hầu hết writing nếu mà search trên mạng là IELTS writing thì nó toàn chỉ giải đề đúng không? Chứ nó sẽ không nói gì nhiều về academic writing, và đúng nghĩa của nó là một cái nhân vật. Thì có riêng cái series này là overall về nó là academic writing. Cái series này có tầm khoảng 20 mấy clip, mỗi clip nó sẽ nói về một chủ đề trong academic writing, ví dụ như là bố cục một paragraph là như thế nào, ví dụ cái thesis statement là ví dụ như sao, rồi một cái essay là ví dụ như vấn đề gì, rồi cái dạng essay cơ bản như là persuasive, rồi process, rồi analytical hoặc là argumentative. Rồi nó sẽ nói về những cái common problem in grammar, ví dụ như là run-on sentence, fragments, rồi các sử dụng các linking words như thế nào. Thì nó thuần về academic writing, không chỉ bằng lại. Thì nên có cái series này xong thì các bạn sẽ biết được là cái này nó mới gọi là academic writing này. Chứ còn AI sẽ chỉ là một phần nhỏ thôi nó. Tại vì nó cuối cùng thì AI sẽ có một vấn đề duy nhất là discursive. Nó có nhiều phương pháp trong đó, thực ra về cơ bản trong hướng dẫn chính xác của Cambridge thì IELTS có một loại essay duy nhất là discussive essay, nghĩa là mày sẽ phải thảo luận vấn đề, sau đó mày phải đưa ra quan điểm của mày. You need to discuss and you need to give your opinion. Thì discuss nó phải đảm bảo tính chất balance, là không thiên lệch, còn khi mà give opinion thì nó phải có một cái clear opinion, là quan điểm lập trường phải rất rõ. Nghe cái đó không? Đó thì IELTS nó là writing cơ bản như vậy. Còn về speaking thì theo một số cái, ví dụ như là cái này vừa speaking vừa listening vừa reading luôn và vừa còn khác luôn, đó là cái trang của BBC Learning English. BBC Learning English nó có 3 chuyên mục mà tôi nghĩ rất phù hợp với các bạn. Chuyên mục thứ nhất là Word in the News, là những cái từ trong báo chí. Thường thành BBC nó hay cái này mà lấy cái website của nó có tin full
nó một cái bản tin rất là dài đúng không? Thì cái tụi BBC London English này nó sẽ làm cái bản abridge, những thu gọn của cái news này lại. Sau đó nó sẽ highlight ra một số cái từ thuộc về cái chủ đề đó. Ví dụ hot mấy hôm nay là coronavirus đúng không? Thì nó sẽ có bản tin về cái này. Sau đó nó sẽ highlight một số từ như là đại dịch là gì, rồi lây nhiễm là gì, rồi ngăn chặn virus là gì. Rồi nó sẽ có người để đọc trong này và nó sẽ có luôn cái bản script. Transcript ra luôn. Thì vừa học luôn quá khỏe. Rồi tương tự như vậy là cái series tiếp theo cũng rất là trong ngành đó với BBC London English, đó là The English We Speak. The English We Speak này nó sẽ nói về các idiom, các slang, các phrasal verb mà người bản xứ hiện tại người ta vẫn dùng. Một vấn đề rất lớn của các bạn học tiếng Anh, các bạn search đó là idioms hoặc là phrasal verb, mà đặc biệt là những trang mạng kiểu website trên YouTube share nhiều á. Xin lỗi, trên YouTube, Facebook share nhiều mấy cái trang hội học á. Rất nhiều thành ngữ trong đó là bị outdated, nghĩa là người ta mới được mày nói cái câu đó giống như mày kiểu mày nói chuyện mày nói trong tiếng Việt mày kể bằng gì tiếng Việt á, kiểu vậy đó. Giống như là tiểu mùi nghĩ... tiểu mùi gì nữa, nhìn năm không gặp đáo hồi gì đó, gì đó. Đó kiểu đó thì nghe nó cảm thấy nhưng mà cái này thì người học người ta đâu biết được đâu, sao biết được. Thì đó giống như cái cụm, giống như là hồi trước mình hay học á, là nếu mà nói mưa thì hay nói là rain cats and dogs á. Suốt ngày mày qua, cứ mày qua nó có bao giờ nghe không? Hình như là chưa bao giờ nghe hết đó. Thì những cái idioms nó người ta thực ra người ta dạy cái đó để nói một cái kinh điển thôi, nghĩa là người ta dùng hình ảnh để diễn tả. Chứ còn bây giờ mà gọi là phrasal verb hoặc là idioms hoặc là fixed expression thì nó thay đổi cập nhật liên tục rồi. Thì cái chuyên mục English We Speak này rất là ok, thì nó sẽ cập nhật những cái từ mà mới nhất họ sử dụng hoặc là những cái từ người ta bản xứ người ta vẫn thì sử dụng mà người ta vẫn hiểu đó, thì khá là ok rồi. Một cái nữa là 6 minutes English, hình như nó có hai chuyên mục nha, một cái là 1 minute English, một cái là 6 minutes English, 1 phút học tiếng Anh và 6 phút học tiếng Anh. Thì cái này rất huyền thoại rồi, nó là mười mấy năm của BBC rồi. Nghĩa là cứ trong 1 phút đó thì BBC nó sẽ nói một vài vấn đề liên quan đến tiếng Anh. Hoặc là 6 phút thì nó sẽ có chuyên một chuyên đề liên một cái chủ đề tuyệt vời nào đó, rất là hay. Tao rất là thích cái bộ này, cái series mà 1 Minute English với lại 6 Minute English này, tao nghe cái từ hồi đại học tới giờ là mười mấy năm rồi đó. Thì khá là hay. Okay. Và nó có script luôn. Một series nữa mà cũng rất là phù hợp. Nếu mà bạn nào mà chuyển sang học IELTS luôn á thì có thể coi cái series của ABC của đài truyền hình Australia. Cái này cũng thu cho cũng chục năm rồi. Thì format của nó sẽ là nhiều tập, mỗi tập nó sẽ giải quyết một vấn đề trong IELTS. Các bạn có thể lên search chữ là IELTS series from ABC Australia thì nó sẽ có một cái playlist những cái episode. Thì những bạn nào mà ở cấp độ khá trở lên rồi thì sẽ nghe tốt phần này, vì nó bằng tiếng Anh chứ nó không có tiếng Việt. Cái nào cũng bằng tiếng Anh hết mà. Đúng rồi. Rồi còn những bạn nào mà thích sách đây, hôm bữa tao nhớ hình như chị đúng rồi mày có nói về cái này một lần đúng không? Trên cái cúp nuôi gì á, tao rất thích luôn, tại vì sau đó tao đã mua đủ nguyên set về. Cái gì mà mới thì tao đã mua ở Spain hết, thì để đưa về nguyên set thì tao đã examine mấy cái này rồi thì khá là tốt. Cái tên của nó hơi misleading chút xíu nha, nó ghi là cái gì bài tập chinh phục IELTS TOEFL 6.5 và TOEFL IBT. Thực ra không cần, cái đó tao nghĩ nó chỉ là marketing để câu khác thôi. Nhưng mà cái bản chất cái cuốn này rất tốt, tại vì nó sẽ building reading skill mà nó cho học viên khác, cho học viên một khác rất nhiều cái chủ đề khác nhau liên quan đến ngành học. Thì tao thấy nó rất là bài bản, nói chuyện là nó sẽ có những đoạn văn, nếu mà là reading nha, nó sẽ có những đoạn văn ngắn trước để cung cấp, để từ vựng cho context. Nó không có là từng từ dài dạng mà nó là cả một đoạn văn đọc hiểu nhưng mà ngắn, mỗi đoạn này chắc là khoảng 3 phút là xong. Sau đoạn văn ngắn nó xong nó mới đến đoạn văn chính của nó là đoạn văn dài. Tương tự như vậy sang cái cuốn listening á, thì ngoài cái chuyện là phải nghe thì nó có luôn cái bài đọc đó, nghĩa là nó vừa nghe nó vừa đọc ngay lập tức. Thì ba cái bốn cái cuốn này tao thấy nó viết khá là bài bản để mà một người học có thể tự học được. Nếu mà muốn là làm sao thì tao phải lấy cuốn này về. Cái này chỉ kịp có bán, để tao mua chỉ kịp. Rất tốt lên cho. Ừ, hoặc là vô nuôi đi, vô nuôi rút rồi, vô đi thì được tặng nè. Vô nuôi rút thì được tặng. Thì tao thấy rất là hay, những cái này tao rất là rất năng được. Bộ này thì tao cực kỳ sung sướng, cực kỳ thích luôn. Mày có thể thấy anh ta nè. Thấy mà. Hãy đến S-Bay. Ủa thấy không được? Thấy mà. Đây là bản mới nhất của cái Refining Composition Skill.
điện thoại kinh điển cho học là không biết rồi. Ba cuốn này là ba cuốn mà sẽ rất bổ ích để xây dựng kỹ năng viết từ nền tảng đến nâng cao sau này không cần gì nữa. Cái bản The List You Should Know About English là chỉ có bản số 2 rồi. Bản này là bản số 7. Còn cái bản số 10 là anh đó. Nó cũng đổi không có nhiều lắm. Thì cái cuốn The List You Should Know About English nó sẽ chia làm từng cái bài học nhỏ. Một bài học nhỏ sẽ có bài tập đi theo rất là dễ làm, tập khoảng 15 phút, 20 phút là xong một bài. Thì nó khá là tiện cho cái kiểu mà đi bận rộn và lấy bài ra học. Refining composition skill thì nó khó hơn, nó sẽ đi bài bản hơn về academic. Nó sẽ có chương đầu tiên là liên quan đến paragraph, cách viết paragraph, cách dạng paragraph, tổ chức ý, rồi cách phát triển về logic và bài văn. Rồi các về những thứ liên quan đến unity, tính thống nhất và coherence, tính mạch lạc. Hoặc là những cái nguyên tắc về sử dụng supporting facts ở trong active writing như thế nào. Thì cuốn này rất kinh điển. Hết, sau khi thành thục hết paragraph xong rồi, đến chương tiếp theo nó là essay, là viết một bài luận hoàn chỉnh như thế nào, các dạng bài luận thế nào. Rồi sau đó nó mới đến phần grammar là phần hỗ trợ, phần cuối sách giống như là kiểu extra gì đó. Thì nó sẽ điểm qua tất cả những điểm grammar quan trọng nhất là mình viết và những lời khuyên cảm cộng với suggestion. Rồi thấy cuốn này rất là comprehensive. Tự học cũng được luôn, nhưng mà tự học thì nó hơi challenging tí xíu. Nhưng mà viết kỹ thì là được. Còn cái bên phải không biết bé Phương có nói rồi nè. Nhớ bé Phương không? Lê Anh Phương. Nhớ. Trời, tao mà nó không nhớ chắc nó chiến rồi chứ. Trời, tao thích bài viết của bé ghê luôn á. Trời, nó viết, nó có xe cuốn này nè, tao cũng rất đồng ý luôn. Cuốn này nó kinh điển, cả trăm năm rồi đó này. Cuốn The Elements of Style, cả trăm năm rồi đó. Nhưng mà nó vẫn rất là mới nguyên giá trị của nó. Những lỗi thường gặp trong văn phong, những lỗi thường gặp trong grammar, ngữ pháp, liên quan đến phân viết, làm thế nào để viết tốt hơn, xịn hơn đó. Thì ba cuốn này là giống như là kiểu là mà là gì ta, Cũ Anh Chân Kinh hay là Cũ Dương Thành Công. Hoặc là bí kíp chân truyền, từ đó là nó đó, thì chạy vừa thôi. Thì cái bộ này là nên là từ, đối với cuốn The List You Should Know thì khoảng B1 là Intermediate trở lên các bài học được rồi. Cuốn Refining Composition Skills thì chắc phải khá một tí xíu, B2 thì đại học. Đó, là hai cuốn này rất rất là nhanh. Rồi, còn những bạn nào mà đâm đầu đi thi thì thi nên cứ đâm đầu thì đây. Có thể tự học hai cuốn này tao nói là rẻ luôn á. Essential Works for the IELTS, ta cũng nhớ là mày giới thiệu một lần rồi đúng không? Cuốn này là cực kỳ tâm đắc luôn, tại vì nó viết là kiểu retrieval practice rất tốt. Mặc dù là tác giả không nói nó xài cái đó, nhưng mà khi mà nếu mà áp dụng ở nhà thì có thể thực hiện rất nhiều thao tác về retrieval practice, nghĩa là luyện tập để nhắc lại, một kỹ thuật rất quan trọng để có thể nhớ được gì. Lúc hồi mày có nói về cái chuyện retrieval không vậy? Được hả? Cái đó thì chắc để hình thành anh ta. Cũng muốn nói không nói nhanh thôi. Nói đi. Thì tao nghĩ cái này rất là hữu ích cho mấy bạn, những bạn hay đặt câu hỏi là em học rất nhiều nhưng em không nhớ gì cả, em không thể học được, em không nhớ được từ vựng, em không nhớ được cú pháp, em ở nhà thì em làm bài nhiều nhưng cái phòng thi em không làm được gì. Thì nó liên quan đến chuyện là cái cách mà não bộ mình vận hành như thế nào và ký ức của trí nhớ vận hành như thế nào á, thì về mặt lý thuyết nha, về mặt neuroscience á, về mặt khoa học não bộ á, thì nó sẽ nói cho mày là bộ nhớ của mình, đây là một cái mô hình, nó có rất là nhiều theory khác nhau. Thì có một cái mô hình như thế này của Richard Atkinson và Richard Schiffrin từ năm 1968 rồi. Nó sẽ nói về việc là giả định là có 3 bộ nhớ, 3 level về cấp độ nhớ của mình. Thứ nhất là sensory register hoặc là sensory memory, là cái bộ nhớ mà khi mà mình tiếp thu lập tức. Bộ nhớ thứ hai là short term memory, và đồng thời của nó là working memory, là bộ nhớ ngắn hạn, là bộ nhớ lúc mà mình hoạt động. Và cái thứ ba là long term memory, là bộ nhớ dài hạn, giống như cái máy tính. Cái máy tính thì khi mà nhập liệu thì nó sẽ có sensory input, còn khi mà nó đang working thì nó chạy bằng RAM á. Còn long term memory là HDD hoặc SSD của mày, ổ cứng. Thì vấn đề của các bạn thường hay gặp á là các bạn không hình dung ra là chúng ta sẽ phải làm thế nào để từ lúc chúng ta nhận biết một chữ hoặc một kiến thức nào đó, chúng ta phải kích hoạt tất cả các cơ quan của mình để hiểu được nó. Đó là cái bước sensory register. Biết xong rồi thì ta tìm cách các kỹ thuật để đẩy nó vào short term memory hoạt động. Sau khi mình hiểu hết ở short term memory là mình phải có kỹ thuật để đẩy nó tiếp tục lưu vào long term memory. Thì hầu hết học viên hoặc là các bạn đi học hoặc là người lớn đi học á, họ chỉ dừng ở thao tác này thôi, là tìm cách để đưa vào bộ nhớ dài hạn. Nhưng mà thực ra để họ sử dụng được kiến thức hoặc là họ sử dụng được kỹ năng nào đó thì họ phải có một kỹ thuật nữa, đó là từ cái bộ nhớ dài hạn đó làm sao họ lấy ra được kiến thức đó để sử dụng ngay lập tức. Giả dụ bây giờ nó học rất nhiều chủ đề về energy chẳng hạn, nhưng mà đến khi nói chuyện về energy nó không nói được gì hết. Mặc dù
đưa cái từ đó ra thì nó biết. Thì nó còn phải có một cái kỹ thuật, đó là retrieval practice, là luyện tập để lôi ra được kiến thức đó từ của nhớ dài hạn lên của nhớ ngắn hạn. Thì từ đây mình sẽ thấy nó là những cái kỹ thuật mà người ta cứ chia sẻ rất nhiều á, thì nó thực ra nó tập trung vào hai nhóm, là nhóm về storage power, là cái năng lực để có thể lưu trữ. Nhóm storage power này là làm biến một kiến thức nào đó hoặc một từ vựng nào đó đưa vào bộ nhớ của mày. Ví dụ như thường là mình sẽ làm liên tưởng nè, tưởng tượng ra hình ảnh đó nè, rồi dùng năm giác quan để tiếp xúc một từ vựng nào đó nè. Dù bây giờ nói chữ là, nói một chữ là tire đi, là con cọp đi, thì mày sẽ hình dung cái con đó, rồi mày sẽ cảm giác mày cắn nó thì sẽ có cái gì trong miệng, hơi ghê đúng không? Nhưng mà khi mà mày sử dụng nhiều giác quan trong đầu thì nó sẽ kích hoạt để nó nhớ được cái thông tin đó. Sau rồi, sau khi mà đưa qua được cái sensory, nó đưa vào short term, chuyển sang long term đó, thì nó phải làm những kỹ thuật như là stay repetition. Đợt đó tao nhớ là tao giới thiệu rất kỹ về NT á. Thực ra NT nó đang sử dụng spaced repetition, là lặp đi lặp lại theo cái thời gian tăng dần. Khoảng cách giữa hai lần lặp lại nó sẽ tăng dần để giúp lưu giữ, đưa vào vốn dài hạn. Ví dụ một kỹ thuật khác là interleaving, có nghĩa là học nhiều cái trộn lẫn trong một thời gian á, để nó làm cho não một cái mạch đưa vào vốn dài hạn. Đó là long term memory. Nhưng mà những cái đó thì nó liên quan đến việc là đưa kiến thức vào trong bộ nhớ dài hạn thôi. Còn phần còn lại đó là phải từ bộ nhớ dài hạn lấy ra được, lấy ra được để xài á, thì nó phải luyện tập cái retrieval practice. Retrieval practice dạng cơ bản nhất của nó là cứ lấy một tờ giấy trắng ra, sau đó nghĩ và viết lại những gì mình có thể nhớ được về chủ đề đó. Viết lần đầu tiên cho viết được vài từ, sau đó tiếp tục viết lại lần thứ hai, viết lại lần thứ ba. Thì những cái retrieval practice này á, là những cách để mình lôi kiến thức đó ra sử dụng lại. Hầu hết mọi người đều chỉ dừng lại bước này, đó là bước storage, mà mọi người không có luyện tập cái bước retrieval, dẫn đến việc là học rất nhiều nhưng không xài bao nhiêu, hoặc là không có kích hoạt được khi cần sử dụng, hoặc là hay bị quên. Thì cái retrieval practice này ta nghĩ là cái cần đến mạnh, chứ không chỉ đơn thuần là chỉ tập cái storage. Và okay, những cái này là data proven hết nha, là có research đàng hoàng hết, không phải là nó nhảm nha. Ngay cả cái chuyện là cái bộ phận ghi nhớ cũng vậy, nó là đây là cái mô hình não, thì nó hơi nhìn nó hơi ghê đúng không? Đây ha. Thì cái prefrontal cortex là cái chỗ mà mày sẽ sử dụng sensory, mày tiếp nhận sensory của mày, là khi mà mày ghi mày đang hoạt động, não đang hoạt động, hoặc là một cái ký ức ngắn hạn hoặc là trí nhớ ngắn hạn nó hoạt động á, thì nó làm ở đây. Nhưng mà cái bộ phận mà để lưu trữ thông tin dài hạn á là nó ở đây, là hippocampus của mình. Thì mày sẽ hình dung là làm thế nào để não đưa được từ đây qua đây, là một con đường rất dài. Đó. Bình thường nếu mà mình không có cái phần luyện tập á thì nó chỉ ngưng ở prefrontal cortex. Cortex là nó kết thúc, và kết thúc xong thì mình quên thôi. Đây, mày đưa vào short term memory nhưng mà mày không có đẩy nó về long term memory thì mày sẽ quên nó đi thôi. Đó, thì đó là cái này. Thì ngược lại, khi mày lưu nó vào trong hippocampus là cái vùng đồi hải mã để lưu trữ thông tin dài hạn rồi, nhưng mày không luyện tập để truy xuất nó ngược ra để khi cần mà sử dụng đó, thì nó cũng sẽ quên mất. Nếu mà mày không biết, có một số cái nghiên cứu, ví dụ như là trong một trường hợp chấn thương về tâm lý chẳng hạn, thì người ta nhớ lại tất cả những thứ ra về ký ức tuổi thơ của họ, thì từ ra lúc đó là cái ký ức tuổi thơ của họ đã được lưu ở trong cái hippocampus rồi, nhưng mà cái phần chấn thương tâm lý của họ là một cái kích hoạt để nó biến, để nó lôi cái ký ức từ cái vùng hippocampus này quay ngược trở lại cái vùng working memory của họ. Thì nếu mà mày luyện tập cái retrieval nhiều lần á, là luyện tập cái việc mà nhớ nhắc và nhớ lại nhiều lần á, thì nó sẽ tạo ra những kết nối liên tục giữa cái nội thông tin đó và cái chỗ này, thì khi mày cần nó sẽ quay lên lại nhiều hơn. Giống như chỉ là một cái đường cao tốc trong một cái đô thị chẳng hạn, thì cái nơi nào người ta đi càng nhiều, nhắc lại nhớ càng nhiều, retrieval càng nhiều, thì cái đường nó sẽ càng ngày càng bự. Thì khi mày truy xuất thông tin nó sẽ không bị tắc nghẽn, nó sẽ luôn luôn phun ra ngay lập tức. Còn nếu mà mày không làm cái đường, nếu mày không làm cái đường mòn mày đi, thì gốc của nó thành đường rộng, thì mày sẽ không nhớ được. Đó. Thì cái chuyện này rất quan trọng, cái chuyện là retrieval practice. Từ đó. Vì cái của Essential Work này hôm trước này cũng đã review rồi, thì tao có trong cái phần này. Tương tự là nếu bạn nào mà tập trung vào IELTS thì thôi xài luôn hai cái này đi, đó là vật khác với lại bài học của IELTS. Viết rất bài bản và dành cho tự học luôn. Nó là self-study practice, chứ nó cũng không cần phải quá tốn nhiều thời gian. Một cuốn khác cũng có thể thay thế hai cuốn này là cái cuốn IELTS Language Practice của Mark Millen. Thì cuốn này nó hơi khó hơn những bạn nào mà phải từ khá rồi thì mới nên học hai cuốn này. Tại vì nó sẽ dành cho từ 5 tới 7 chấm. Thì nó bao gồm luôn cả ngữ pháp và từ vựng trong này. Còn nếu mà làm bài thì cứ hai cuốn này mà tới, là đừng không cần xài nhiều sách, cứ vậy thôi. Cuốn official guide là cuốn ba lần sai, cái này cũng sẽ rất ok để trang bị cái làm bài. Có kỹ năng rồi thì đi thi. Đấy, những cuốn này thì ta cũng đã giới thiệu rồi.
để cô chẳng cần phải tìm tips ở đâu hay là search kỹ thuật chính chấm, không cần. Tất cả những tips cần thiết nhất đều đã có sách và rất bài bản. Thì hãy mở ra và học thôi, chứ không cần phải ngồi tìm kiếm gì nữa. Tại nhiều bạn tìm cũng không học hết. Quay một chỗ câu đầu tiên. Còn câu cuối cùng đây. Nếu mà bạn nào muốn làm online thì có hai trang nó cung cấp miễn phí. Tao cũng nghi ngờ hai trang này lắm, thực ra tôi không biết nó có bản quyền không. nhưng mà nếu mà có bản quyền thì chắc chắn là cái bộ của Cambridge English rồi, là bộ từ cuốn 1 đến cuốn 14. Thì chỉ nên luyện tập những 5 cuốn gần đây nhất, là 10, 12, 13, 14 hoặc từ cuốn 9, cuốn 1. Mấy cuốn mà hồi xưa quá thì có thể bị lỗi thời về kỹ thuật đặt câu hỏi rồi. Đặt thì vẫn ok, nhưng mà để cập nhật thì nên đọc cuốn cuốn gần nhất. Còn nếu mà làm online thì có hai trang, trang này tao không biết nguồn của nó nha. Disclaimer trước là tao không đảm bảo gì về nguồn gốc của nó. Nhưng mà giao diện với lại nội dung của nó khá là ok. Là IELTSonlinetest.com với lại Mini IELTS. Cái trang thực ra hai trang cùng một chủ á. Tại vì mày click vô cái trang Mini IELTS thì nó sẽ có link đến trang IELTSonlinetest. Có điều khác biệt á, là IELTSonlinetest cung cấp một bài full test trong vòng 60 phút reading hoặc là 45 phút listening. Còn cái bài Mini IELTS nó sẽ lấy một phần của từng section thôi. Thì nếu mà mày chỉ có 10 phút hoặc 15 phút thì mày lên làm một bài Mini IELTS một part trong đó là ok. Còn nếu mà có đủ thời gian để làm cả đề thì mình làm cái bài online test. Thì những bạn nào mà thích nhai đề theo kiểu 3 tiếng thì làm cuốn làm cái online IELTS online test. Còn bạn nào thấy mà mình thích tung tăng kiểu tài tử, thích tranh thủ thì có thể xài Mini IELTS test, lúc này cũng xài được. Thì tao nghĩ như đó là đủ học rồi đúng không? Nãy giờ là đủ rồi. Quá nhiều rồi, nãy không bao nhiêu đâu, trời cho một đống sách luôn. Nhưng mà quay ngược trở lại nha, quay ngược trở lại, hãy nhớ cái bạn cần phải tập trung là cái ở trên này nè. Là cái phải thành thạo ngôn ngữ, hãy tập trung vào việc là nghe nói đọc viết ngữ pháp, từ vựng phát âm chính tả, hãy nâng cao cái đó đi, rồi sau đó bạn cứ mới luyện thi. Chứ còn bạn luyện thi không thì nó không có tác dụng gì hết, nó chỉ làm cho bạn cảm thấy frustrated với chính bạn. Hiểu. Để một câu kết lại thì ta sẽ so sánh chuyện một chuyện mà tao mới học gần đây, đó là chuyện học lập trình với chuyện là học tiếng Anh này. Thật ra thì tao cũng học lập trình mới gần đây thôi, nên là cũng giống như là mấy bạn đang học tiếng Anh lại hoặc là đang học để mà luyện tiếng Anh cao hơn kiểu vậy thôi. Thì đúng là hồi đầu tiên lúc mà tao phải luyện thi để mà vô mấy công ty á, thì cũng kiểu như là luyện thi code rồi làm đề này kia, nhưng mà cuối cùng cũng phải quay ngược lại để học cái nền. Sau khi một thời gian thấy làm đề không có ra gì hết trơn, nó kiểu rất là hên xui á, lúc thì trúng lúc thì không trúng á, cuối cùng thì phải quay lại để học cái nền tảng cho vững, là như phải học cấu trúc dữ liệu sao, rồi phải học thuật toán này nọ sao. Xong cuối cùng sau khi mà học được mấy cái đó rồi thì mới quay ngược lại làm đề, thì thấy tự nhiên một sự kiểu như là khai sáng tâm hồn á. Thì sau khi có cái được cái nền á, bởi vậy nên là ta hoàn toàn đồng ý với chuyện là thật ra mấy bạn làm đề cũng được, nhưng mà làm đề để thấy thất vọng, không phải thất vọng, làm đề để thấy tuyệt vọng. Xong rồi quay ngược trở lại học cái nền thì thôi. Thì nói chung là cứ theo mấy cái tài liệu mà nãy giờ mày liệt kê ra là quá đủ để mà học rồi. Có nhiều cái tao còn thấy là tao cần phải học lại, như mấy cái academic writing á, như trước giờ giờ này đâu có xài đâu, nên là cần phải học lại mấy cái quyển style này nọ để viết được cái này kia. Chính xác, chính xác. Mấy cái đó cũng phải đọc lại thường xuyên á, tại vì thường mà cái nào không được tập nó mất hồn. Ok, cảm ơn Tom ngày hôm nay đã cho những resources rất là kiểu vừa được review kỹ càng, là Tom đã có đọc, đã viết, có tìm hiểu, rồi có nói chung là nguyên một hay một cái tủ sách phía sau không? Đó, là con sâu sách. Nói chung là vậy đó, nói chung là mấy bạn cứ theo mấy cái đó để mà học là được rồi. Mặc dù là học mấy cái đó không biết bao giờ xong, bao giờ mới xong được mấy cái hết đống đó. Nên chia thực ra cũng một chuyện nữa, không cần phải học hết cái đống đó. Mình học cái đống đó rồi đó. Nhưng mà phải xác định cho mình là mục tiêu của mình là bao nhiêu. Nếu các bạn đang là A1 thì dành xác định 3 tháng lên A2 đi. Nếu các bạn đang là trình độ khá thì phải dành ít cho mình 1 năm tới lên giỏi. Chứ các bạn không thể bốc cháy giai đoạn được rồi. Ôi, tao rất cảm giác một câu của Hân Phương Linh đó là trời ơi, mày không thể nào nhảy từ A2 lên C1 được. Tiếng Anh nó không phải là lắp ghép, không phải mày lụm những cái chi tiết của C1 mày nhét vô là mày thành C1, không có. Không phải mày cứ lụm từ vựng với ngữ pháp của cấp độ cao cấp mày nhét vô là cái bài này cao cấp. Mày nhét cao cấp vô mà mày vẫn sai subject verb agreement, mày vẫn sai preposition thì nó vẫn sẽ là trình độ thấp thôi. Cho nên cái quan trọng là hãy build up, nó mở rộng vùng ngôn ngữ lên từ từ, chứ nó không phải là nhảy vọt là được. Thật ra ta có bị một cái là ta rất là hay bỏ dở giữa chừng. Nói chung là ta hay nhảy resources dữ lắm. Thành ra là nếu như mà bạn nào có thể hơi giống tao thì vẫn có thể
như là thử thôi, tại vì nhiều nhiều tài liệu như vậy thì cũng không biết chọn cái nào đầu tiên, thì cứ chọn thử xong rồi học thử, xong rồi nếu mà cảm thấy không hợp lắm thì lại nhảy thôi, xong rồi khi Đúng rồi, nào thấy chính hợp thì xác. sẽ quay lại. Đó là chính xác, đó là lý do tại sao mà tao viết từ cái hai cuốn trong một loại đó. Tại vì hai cuốn này cái style nó sẽ viết hơi khác nhau, cho nên tao mới nói là ngay từ đầu là xác định là mình là ai, mình thích học theo phương pháp nào, và cái cuốn sách nào viết phù hợp với môn học của mình chọn. Chứ cái đâu phải học hết, cái gì grammar mà tao cho hai cuốn, vocab khác cũng cho hai cuốn, cho nhiều hơn thì được. Nhưng mà hãy hành động và cảm thấy nó phù hợp với mình. Ok. Ngày mai là sẽ public những cái video đó đúng không? Những cái video của webinar. Ok, thì mình sẽ plug những cái webinar mà bạn Tom đã làm về những chương trình, về mấy cái topic hồi nãy đó, vocabulary, rồi grammar, ngữ pháp, từ vựng đó, để cho các bạn nào muốn nghe kỹ về chi tiết, về những cái lý thuyết này, về những cách học này, phương pháp này, thì hãy qua bên đó để coi. Được nhé. Ok. Rồi, rồi cảm ơn mày. Trời ơi, dịch Đi COVID. đi. Tao vẫn đang bị ảnh hưởng cái bài hát đó. Đại dịch COVID đang tràn vào trong nước ta. Trời Ủa ơi. chế đâu ra vậy? Chưa Ừ, nghe, có chưa hai nghe. bài, mày nên nghe đi. Một bài là nó là bài ca đánh giặc Corona. Trời, đúng kiểu là phong cách tiền chiến luôn. Đại dịch Corona đang tràn vào trong nước ta đánh giặc Corona. Còn một bài là bài ghen của Min với lại Epic À, hả? có thấy. Đó. Ờ, có thấy mà chưa Đó. nghe. Ừ, đó thì hai bài đó nó cũng trời ám ảnh trong đầu tao dễ sợ. Ồ, ok. Ừ, Ok, ok vậy rồi. đi. Thôi, ráng giữ sức khỏe vậy nha. Ừ rồi, Cảm em ơn. trai. Ừ, cảm ơn mày. Ừ, bye bye. See you. Bye bye.